Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, mở đầu video này có một câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe như thế này. Một hôm, khi đang vội đi gặp một khách hàng quan trọng, thì tôi nhìn thấy bên đường có một đôi vợ chồng già. Chiếc xe ô tô của họ bị xịt lốp. Xét về lý, với sự vội vàng như thế thì chúng tôi có thể đi thẳng mà không cần để ý. Song cảm thấy có chút áy náy trong lòng, thế nên chúng tôi đã quyết định dừng xe và giúp họ thay lốp xe. Đôi vợ chồng già muốn trả cho chúng tôi một khoản tiền để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng chúng tôi từ chối và chúc họ tiếp tục lên đường may mắn. Vội vã lái xe đến điểm hẹn, lúc này chúng tôi mới phát hiện ra rằng bên đối tác còn đến trễ hơn cả chúng tôi. Thậm chí, họ còn ký hợp đồng một cách vui vẻ và thoải mái. Các bạn cảm thấy trong tình huống này, có phải người đó đã gặp may? Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ và tôi cho rằng đây không phải là vận may. Bởi vì điều này vốn dĩ là quy luật vận hành của vũ trụ, của đạo trời. Tại sao lại là quy luật nhỉ? Và liệu rằng trên đời có những nguyên tắc, quy luật nào của vũ trụ mà chúng ta nên biết để có thể thuận theo tự nhiên, để được trời xanh an bài theo cách tốt đẹp nhất mà con người vẫn mong muốn và hy vọng? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công nhé! Quy luật đầu tiên không thể bỏ qua được, đó là quy luật nhân quả. Triết gia Aristotle đã khẳng định rằng thế giới chúng ta đang sống được chi phối hoàn toàn bằng những quy luật, chứ không phải bằng định mệnh may rủi. Theo ông, mọi sự việc xảy ra đều có lý do cụ thể và mọi hành động đều phản ảnh một loại kết quả nào đó, bất kể nhận thức hay mong muốn của chúng ta. Có lẽ sống đến giờ này, bạn cũng nghe rất nhiều đến câu, gieo nhân nào gặt quả đấy. Dù có muốn chối bỏ đến đâu, thì sau này bạn cũng ngộ ra rằng bất cứ điều gì mình làm rồi cũng sẽ để lại một kết quả gì đấy. Nhưng những gì làm hôm nay sẽ quyết định ngày mai của bạn. Nếu bạn ác với người khác, làm điều xấu thì ác hữu ác báo, trốn mãi cũng không được. Nếu bạn làm điều tốt, học cách cho đi, không nói dối, kiếm tiền chân chính thì luật nhân quả sẽ trả lời bạn đầy đủ. Trên đời này không có việc gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mỗi một việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đây là định luật căn bản nhất trong vũ trụ. Nhân và quả có quan hệ đối ứng. Thiện nhân sẽ mang lại thiện quả và ác nhân sẽ mang đến ác quả. Muốn gieo thiện nhân hay ác nhân đều là do con người quyết định. Vì thế nên với những người muốn tu tạo, cần phải chú ý và biết rõ rằng mỗi suy nghĩ của bản thân hay mỗi lời nói, hành vi mình thực hiện đều có thể tạo ra kết quả. Thứ hai, đó là luật hấp dẫn. Một khi anh đã quyết chí thì cả vũ trụ sẽ giúp anh đạt được việc đó. Đây là một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nhà Giả Kim, dạy cho chúng ta về sức mạnh tận cùng của ước mơ. Bạn nói mình khao khát, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình muốn lấy được một người trong mộng. Nhưng tất cả những gì bạn đang làm là ngủ đến 10 giờ sáng, ngồi xem hai nhảm cả ngày, không đọc sách, lười lao động thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng. Như Jack Canfield, tác giả cuốn sách Người Nam Châm từng viết, mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn, nhưng bạn phải hành động để có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công. Hay nói đơn giản là nếu muốn trúng Việt Lốt, ít nhất, tối thiểu thôi, bạn phải mua một chiếc vé số đã chứ. Tư tưởng, suy nghĩ của con người và hiện thực có quan hệ hấp dẫn lẫn nhau. Ví dụ như sợ mắc bệnh lại thường hay mắc bệnh. Bởi vì con người đều nhìn thế giới theo lựa chọn và chỉ chú ý đến những việc mà mình tin. Với những việc không tin sẽ thường làm ngơ. Con người nếu có thể kiểm soát được tư tưởng, suy nghĩ của bản thân, chuyên chú vào những người, vật, việc lương thiện, tự nhiên chúng ta sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Người, vật, việc lương thiện sẽ bị thu hút đến với chúng ta. Và ngược lại, chính chúng ta cũng bị thu hút bởi những người, vật và việc như thế. Vì thế, chú ý đến suy nghĩ, tư tưởng của chính mình cũng là một cách tu tạo, mang lại may mắn trong cuộc sống. Thứ ba, là quy luật có tên luật tin tưởng sâu sắc. Một người nếu tin tưởng chắc chắn rằng một việc gì đó sẽ xảy ra, cho dù việc đó là tốt hay xấu, nhất định nó sẽ xảy ra đối với anh ta. Có niềm tin sắt đá, và đó là niềm tin tích cực, chúng ta sẽ nhận được phúc báo. Muốn gieo phúc cho bản thân, nhất định phải thiết lập những niềm tin tích cực và tốt đẹp. Tiếp theo, quy luật nghe thì mới lạ, nhưng chắc chắn cũng từng đôi ba lần áp dụng mà chưa biết đó là luật thả lỏng. Con người trong tình huống thả lỏng bản thân mới có thể dễ dàng gặt hái được kết quả.
tâm lý quá lo lắng hay vội vã đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Vậy thì, thế nào mới là trạng thái tâm lý tốt nhất? Câu trả lời đó là tâm càng thanh tịnh càng tốt. Quy luật thứ 5 đó là luật hiện tại. Con người không thể thay đổi được quá khứ, cũng không thể kiểm soát được tương lai. Thứ có thể làm được chính là những suy nghĩ, ngôn ngữ và hành vi ở hiện tại. Nếu như con người thường xuyên hồi tưởng lại quá khứ, hẳn sẽ bị những day dứt, hối hận bùa vây đến mức không thể thoát ra. Nếu chỉ ngồi đó lo lắng cho tương lai, sẽ hấp dẫn những việc mà bản thân không mong muốn xảy ra. Vì thế, con người chỉ nên tích cực, chú ý đến mọi việc xảy ra ở hiện tại. Vận mệnh cứ thế sẽ mang đến những điều tốt đẹp mà có khi ngay cả bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Thứ 6, đó là quy luật 80-20. Con người trước khi đạt được mục tiêu thường dùng hết 80% thời gian và sự cố gắng và chỉ có thể thu được 20% kết quả. 80% kết quả còn lại thường xuất hiện sau khi chúng ta bỏ ra 20% thời gian và sự cố gắng cuối cùng. Không nên dự tính rằng 80% thời gian và sự cố gắng ban đầu có thể mang về kết quả to lớn. Chỉ cần không từ bỏ, dùng nốt 20% sự nỗ lực cuối cùng, chúng ta không chỉ gặt hái thành công mà còn có được sự tiến bộ vượt bậc trong chính bản thân mình. Các bạn thân mến, trong một bộ phim Hàn Quốc mà tôi từng xem, nhân vật chính đã từng nói như thế này: "Tôi hiểu rất nhiều đạo lý lớn nhưng vẫn sống một cuộc đời tồi tệ." Rất nhiều người trên thế giới này đều như vậy, muốn đạt được một cuộc sống như ý, nhưng càng đi càng phát hiện bản thân chứa đầy sự tuyệt vọng và bất lực. Bởi vì đa số họ sau khi nghe xong các đạo lý đó đều lặp lại một cách máy móc. Mà cuộc sống này nào có đơn giản như thế? Bạn không thể dùng một cái bản sao đến để đổi lấy thành công được. Nhiều người tự giới hạn sinh mệnh của mình trong một cái khung nhất định. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai. Chúng ta không nên tự giới hạn đời mình trong một khuôn khổ. Nếu muốn 10 phần mỹ mãn, đạo lý chỉ nên học 3 phần, còn lại 7 phần chúng ta hãy tự linh hoạt ứng dụng. Tương tự, để sống cuộc đời tiêu dao tự tại như thế, chúng ta cũng cần nắm chắc quy luật 3+7. Quy luật này được thể hiện như thế nào? Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu ở phần sau của video nhé. Thứ nhất, 3 phần yêu thích, 7 phần bồi dưỡng. Tất cả chúng ta đều từng nghe câu, nếu yêu, xỉn hãy yêu sâu đậm. Nhưng có bao nhiêu người lúc yêu thì ngọt ngào, sau kết hôn thì muốn chia tay cho bằng được. An An cũng nằm trong tình trạng đó, vì một chút chuyện nhỏ nhặt, hai vợ chồng cô cũng có thể cãi nhau suốt mấy ngày. Có lần An An than với cô bạn thân rằng, nhìn chồng cậu mà xem, biết kiếm tiền như thế, chẳng bù với chồng mình, chỉ biết xuống bếp nấu cơm, quá vô tích sự rồi. Không ngờ, cô bạn kia nghe xong lại đáp, tớ ngược lại, muốn có một người chồng dịu dàng như thế, có thể nấu ăn, trò chuyện với tớ. Chồng tớ suốt ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi. Thật ngạc nhiên, người chồng vô dụng trong mắt An An lại là điều mà người khác ngưỡng mộ. Hầu hết, những thứ hữu ích và vô dụng mà chúng ta thấy đều xuất phát từ quan điểm của chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ, chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận và thưởng thức điểm tốt của người khác nhiều hơn, làm việc cũng hiệu quả và vui vẻ hơn. Muốn có tình yêu mỹ mãn và vĩnh cửu, hai người nên dành thời gian nói chuyện thẳng thắn với nhau để đôi bên có cái nhìn khác và hiểu nhau hơn. Có câu, tu 100 năm mới đi chung thuyền, tu 1000 năm mới nên xuyên vợ chồng. Trong tình cảm, muốn có cuộc sống thập toàn thập mỹ, 3 phần do cá nhân yêu thích, 7 phần còn lại cần do đôi bên cùng vun đắp, bồi dưỡng cho nhau. Thứ hai, 3 phần do trời định, 7 phần cho người làm. Người xưa có câu, đời người 10 chuyện đã có 8-9 chuyện không như ý. Nhưng có nhiều người khi gặp chuyện không như ý thường hay tự gán cho mình cái mác số khổ. Lớp tôi từng có người như vậy, cô ấy thường than vãn trên Facebook rằng có tài mà không có thời, cố gắng cách mấy cũng bằng không. Cô ấy đúng thực là một người tài năng, nhưng khi làm việc lại không cho ra được năng suất tốt. Nhiều lần, bản thảo thiết kế bị khách hàng trả lại, sửa đến lần thứ 3 vẫn chưa làm cho họ hài lòng. Lãnh đạo phê bình cô ấy chưa đủ chân thành khi giao tiếp với khách hàng, vị trí còn khó giữ, chứ đừng nói đến việc thăng chức tăng lương. Cô ấy cảm thấy vô cùng bất công, cũng như bất mãn với cả khách hàng và lãnh đạo, nghĩ rằng bọn họ cố tình gây khó dễ cho cô ấy. Cả đời này, rất nhiều khi bạn không được như ý nguyện, không phải vì bạn xấu hổ, không phải vì bạn không đẹp, cũng không phải vì bạn không có cơ hội, chỉ là vì bạn còn chưa nỗ lực đủ mà thôi. Sống, chỉ cần bạn đủ mạnh mẽ, nỗ lực làm việc chăm chỉ, thay đổi bản thân, bạn nhất định sẽ có khả năng cạnh tranh. Ngược lại, nếu bạn dễ dàng từ bỏ, bị đào thải cũng là chuyện hiển nhiên. Trong công việc,
ngoài việc cần nghiêm túc và có trách nhiệm ra, muốn đề cao năng lực của chính mình, bạn cần phải học được cách tiến và lùi đúng thời điểm. Chìa khóa để quyết định thành công hay thất bại của một người đó chính là 3 phần do cách làm việc, 7 phần do cách làm người. Và cuối cùng, 3 phần hồ đồ, 7 phần biết đủ. Có một triết gia từng nói rằng, những người sáng suốt nhất chính là những người biết khi nào cần nên sống hồ đồ. Nghĩ quá nhiều chỉ khiến bạn thêm chán nản, ít hy vọng. Nhìn thấu hết thảy chỉ khiến bạn thêm chán ghét chuyện thế tục, ít niềm tin về tương lai. Dù là người yêu, bạn bè hay đối tác làm việc đi nữa, cũng không thể nào hoàn toàn hiểu rõ hết đối phương. Thế nên, khi giữa hai người nảy sinh khúc mắc, nếu là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng tính toán, tốt nhất là nên giả hồ đồ cho qua chuyện để giữ hòa khí. Chúng ta phải chấp nhận những chuyện không như ý và hài lòng với tự tại. Chuột chũi, khi nó đi qua con sông nào, nhất định sẽ uống nước ở đó và nghĩ rằng bản thân đã uống nước của cả con sông. Nhưng nó nào biết, nước nó uống chỉ giới hạn cho một cái bụng. Người cũng như vậy, tầm mắt thường cao hơn năng lực, cái miệng thường nhanh hơn suy nghĩ. Như thế sẽ rước họa vào thân. Cuộc sống mỗi người đều có giai điệu riêng, có lúc đi được nhanh, có khi trôi qua chậm, có lúc sống sang, có khi nghèo hèn. 3 phần hồ đồ khiến bản thân giảm được nhiều phiền não không đáng có trong cuộc sống. 7 phần biết đủ khiến bản thân có nhiều niềm vui nho nhỏ, cảm nhận được nhiều hạnh phúc cũng như đủ bình tĩnh hơn khi đối diện với những thứ không như ý nguyện. Thời lượng video đến đây là kết thúc. Bí quyết thành công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí quyết thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh.